Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu clip tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Đào Thanh Sơn và anh em Vũ Đức Long đã donate cho kênh. Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em MiciK60, anh em Đỗ Đức Mạnh và anh em Tín Đào đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Và tiện đây tôi cũng xin có một chút chia sẻ đối với các anh em mà yêu quý tôi và có ý định donate cho tôi. Ở cái thời điểm hiện tại ở trên YouTube, ngoài cái việc là đăng ký hội viên để ủng hộ kênh thì YouTube cũng mới mở một cái hệ thống donate trực tiếp ở trên YouTube qua cái lời cảm ơn. Vì vậy các anh em mà yêu quý và có ý định donate cho tôi thì anh em cũng có thể lựa chọn cái kênh của YouTube để donate anh em nhé. Thì ngoài cái kênh Momo ra, Momo Bank, thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái hình thức donate qua lời cảm ơn của YouTube. Tôi nói thật là cái này ấy là tôi nghĩ là YouTube ấy, nó phải làm từ lâu rồi. Nếu mà nó làm sớm cách đây khoảng 2-3 năm thì chắc là tôi bây giờ tôi cũng stream tôi cũng chăm lắm đấy anh em ạ. Bởi vì là cái này thực ra là nó là một cái hình thức hỗ trợ cho streamer, giúp cho streamer kết nối với cả người hâm mộ đấy, giúp cho streamer nhận được quà của người hâm mộ một cách dễ dàng hơn trong cái buổi stream, khi mà nó hiện lên thông báo ở ngay trên kênh chat, cũng như là nó có những cái sticker các thứ khá là đẹp khiến cho người ủng hộ nổi bật hẳn lên ở trên kênh chat, khá là hay đấy. Tôi nghĩ là cái này nó làm quá muộn, chứ còn Facebook nó làm từ lâu rồi đấy, hướng tới stream nó giống như là Facebook ấy đấy, tức là stream thì gửi sao ở trên Facebook thì cái này nó cũng giống như thế, nó cũng gửi sticker các thứ đấy. Thì tôi nghĩ là lẽ ra là YouTube nó phải có cái này từ lâu rồi, chứ còn bây giờ thì nó đã quá muộn. Đấy, cái lúc mà tôi bây giờ tôi không stream nữa thì nó mới ra. Thế như này nó thế nó mới đều. Không biết là sau cái đợt này tôi có suy nghĩ về cái vấn đề là lên stream tiếp không, stream lại không, nhưng mà thôi để tôi nói thế thôi, chứ còn sắp tới là vợ tôi sắp coi như là sinh rồi. Xin thông báo các anh em là ngày 28 nha anh em nhá. Ngày 28 là vợ tôi sinh và chắc là sau cái khoảng thời gian đấy là tôi sẽ có một cái tuần khá là bận bịu trong cái sau khi vợ tôi sinh. Đấy thì từ 28 sau đó thì có thể là một tuần nghỉ không ra clip, hoặc có thể là ra một vài clip. Nó sẽ không đều nha anh em nhá. Xin thông báo trước với anh em như thế, chỉ còn 10 ngày thôi. Đấy, bởi vì tại làm sao mà tôi biết được là 10 ngày nữa là vợ tôi sinh. Đơn giản thôi, bởi vì là chỉ định mổ anh em ạ, vợ tôi mổ vào cái ngày đấy. Đấy, kể cả là không có sinh thì tôi cũng đưa ra bệnh viện và lôi nó ra. Thế nha anh em nha, tôi cứ xin thông báo trước với anh em như thế. Đầu game mà tôi cũng chưa biết chơi gì đâu anh em ạ, dạo gần đây là hơi bí ý tưởng. Đợt này tôi cũng hơi spam nhiều mấy cái bộ bắn trưởng quá, nên là tôi cũng thấy mấy cái đồ mà nó vật lý nhiều, tôi lại cũng hơi tôi cũng hơi chưa biết là chơi cái gì. Đấy, vừa lấy tôi bỏ qua một con Skull Hunter không mua, bây giờ nó lại ra Hunter. Chỗ này ra lắm Hunter đấy nhở. Hay là có chơi không? Chơi Hunter à? Ok, Hunter. Tiện luôn. Để sẵn bộ Hunter ở trong cái phần cửa hàng rồi anh em ạ. Cửa hàng mà mua tướng thêm là tôi lúc nào tôi cũng để Hunter đầu game. Chơi Hunter. Đấy, trên này tôi định chơi là sát thủ đấy. Lúc đầu tôi thấy cái con sao Breaker ấy, sao Breaker lên được 2 sao thì có khi là chuyển quay xe sang sát thủ cũng được. Mà nếu mà nó không lên được 2 sao thì có thể sẽ suy nghĩ lại đến cái việc là chơi Hunter. Hunter cũng là một trong những cái bộ mà tôi rất thích chơi. Không những là thích chơi mà nó còn chơi rất hay. Đấy, chơi rất nhiều. Chơi nói chung là nó là cái đam mê rồi. Đấy, nhưng mà lại ra một cái con Thunder Spirit thì anh em bảo tôi có lên chơi bắn trưởng không? Thực ra thì trong con game này là tôi cũng có đồ bắn trưởng đấy, không phải không đâu. 9m thì sao? Thôi, tôi trận này tôi nghĩ là tôi sẽ đi được cái con đường vật lý và tôi sẽ chờ xem là
nó sẽ đi là sát thủ hay là đi là hunter thôi anh em ạ. Mà hunter thì bây giờ lại đang phải đánh chuỗi thua. Hunter đánh chuỗi thua thì hơi toang. Thường là nếu mà chơi hunter là nó sẽ đánh chuỗi thắng. Đấy, người tôi bỏ hơi nhiều hunter đầu game đấy. Tôi bỏ một con skull hunter này, một con súng. Đấy, đây con súng thứ hai này. Rồi thế chúng ta có 3 hunter. Thôi, chơi hunter vậy. Không ôm nhiều đâu anh em ạ, nó ra một cái là lấy luôn thôi, chứ còn bây giờ mà ôm xong rồi vẫn chưa biết chơi gì thì khả năng toang là rất cao đấy nhá. Ok. Có lên là bỏ hunter vào không nhỉ, hay là tạm thời bỏ bài ra cho gấu và câu gấu nhỉ? Thực ra thì tôi thì cái con gấu này tôi cũng đâu có cần đâu. Giữ máu ngon hơn. Tôi nghĩ là thôi được rồi. Gấu để đấy, để khi nào lên level 5 thì chúng ta cho vào anh em ạ. Tôi thì cứ phải quan trọng nhất đó là giữ máu. Từ từ đã. Cho 3 hunter vào là để giữ máu. Đấy. Giết được con nào hay con đấy. Ui, trận này chả giết được con nào. Round này không giết được con nào, chán nhỉ. Skull hunter lên được 2 sao rồi này. 3 hunter nhưng mà không đánh được chuỗi đầu game. Bởi vì là làm sao? Bởi vì là chúng ta vẫn chưa có một cái hàng nó gọi là đam ở phía sau mạnh. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có co 2 sao. Đấy, nhưng mà thôi được rồi, tôi sẽ chuốt đồ luôn. Trận này tôi sẽ chơi hunter anh em nhé. Nó cũng chưa chắc đã là hunter nhưng mà có thể là sẽ có một vài cái bước chuyển, như là những cái trận đấu mà anh em thấy là có vài trận đấu là tôi chơi hunter đầu game, sau đó chuyển một mạch sang gladiator, xong cuối cùng lại thành là sát thủ ấy. Anh em nhớ không? Đấy, nhưng mà trận này thì nó không được xanh cho lắm. Trận này đang phải là như gọi là eco giữ máu. Bởi vì cái đồ anh em ạ, cái đồ mà ví dụ như là nó có cái búa set đầu game ấy thì nó dễ chơi lắm. Có cái búa set đầu game thì đánh chuỗi thắng nó rất dễ. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta thay vì một cái búa set ấy, chúng ta lại có một cái cướp điên hoặc là một cái hai tia, thì hai tia thì cũng được, nhưng mà nó lại phải ở trong cái đội hình mà Clyde, có Clyde Blade Line. Đấy thì mới đánh chuỗi thắng được. Hai tia thì chỉ có con Clyde Blade Line cầm là ngon thôi. Hoặc là ví dụ như là anh em chơi Fallen Witcher mà ra được sớm thì chơi Fallen Witcher 2 tia thì cũng ngon. Đấy, nhưng mà Fallen Witcher thì thường là sẽ lấy cái Blink trước. Mà tôi sẽ lấy cái Blink trước. Đấy, mà Hunter ấy thì nó có cái búa set thì tôi sẽ lấy cái búa set trước. Đấy. Đấy, nó gọi là thói quen ấy, nhưng mà cái thói quen đấy thì cũng có thể là tôi chia sẻ anh em để anh em thử xem. Đấy, bởi vì là tôi có kinh nghiệm là chơi cái bộ Hunter là lấy búa set đầu game là rất mạnh. Đấy, hay là ví dụ như chơi Clyde thì anh em có thể lấy cái hai tia đầu game. Mà chơi co là Line Blade Line ấy, thì rất mạnh nhá. Rất mạnh luôn đấy. Nó là một cái đồ mà rất lỗi nếu mà cho cái con Line Blade Line cầm. Đấy, con Line Blade Line mà nó cầm hai tia rất lỗi luôn. Hoặc là con Dragon Clyde nhưng mà lại phải kích hoạt rồng. Đấy thì nó mới mạnh. Còn nếu mà anh em chơi 6 Hunter ấy, đầu game ấy, hoặc là co là Hunter ấy, con Hảo cũng thế thôi. Con Hảo thì anh em lấy búa set thì cũng rất mạnh đấu game nhá. Đấy, còn cái hút máu trừ giáp này, gậy gai này, hay là hai tia ấy mà ghép cho bọn Hunter ấy thì đấu game nó không mạnh đâu. Đấu game thì nếu mà anh em ghép thì anh em xác định là đấu game anh em chỉ bình thường thôi. Anh em chốt đồ sớm, anh em chỉ gọi là đánh giữ máu. Sức mạnh thì nó sẽ không mắc được, không mắc binh được. Đấy, nhưng mà đến late game ấy thì nó lại khác nhá. Đến cái late game thì cái búa set ấy nó lại là cái món đồ mà chúng ta sẽ không ghép cái món đồ cam. Bởi vì late game thì cái búa set nó phế, nó yếu lắm. Thường là nếu mà đến late game thì nó sẽ là gì? Nó là gậy gai, nó sẽ ghép lên thành cái gậy như ý. Hoặc là cái hai tia thì nó ghép thành là cái ba tia. Đó. Chính là những cái món đồ mà late game. Nếu mà anh em chơi, anh em chuẩn bị cho late game thì anh em chơi đây. Hai tia đúng không? Rồi ok, lấy cái hai tia này. Chúng ta vừa có hai tiêu vừa có cướp điên luôn. Đấy, hay là cái cướp điên cũng thế nhá. Cái cướp điên ấy, late game thì đấy là những cái món đồ mà nó phải nói là rất mạnh anh em ạ. Rất mạnh, nhưng mà nó chỉ là để chuẩn bị cho late game thôi.
Đấy thì tôi đây là tôi đang eco, tôi đánh vài Velet luôn anh em nhá. Chứ tôi không, bây giờ tôi không cần chuỗi thắng. Đấy, tôi chỉ cần là có gì, có đồ để tôi giữ được máu thôi. Đấy, giữ được máu tốt là tí nữa chúng ta sẽ có một cái late game nó thoải mái. Chúng ta không bị vội quá trong cái việc roll. Nhiều khi là nếu mà máu tụt xuống thấp ấy mà chơi kiểu eco ấy nhá, mà để máu tụt xuống thấp quá ấy, nó tầm khoảng 30 máu ấy là sợ lắm. Tôi nói thật, trong meta này mà để máu tụt xuống 30 ấy là rất dễ bay màu. Anh em biết tại sao không? Bởi vì là nếu mà gặp Saman ấy hoặc là gặp Beat ấy, một round thôi là rất có thể nó sẽ là 30 máu, thậm chí còn hơn. Chính vì thế nên là cái việc mà để máu xuống thấp quá là rất nguy hiểm. Tôi là tôi chỉ để xuống vừa vừa. Sẽ có đến một cái giai đoạn nào đấy mà tôi sẽ phải kìm hãm lại cái việc tụt máu, chứ không eco quá sâu anh em nhá. À, để mà máu nó có thể giữ được ở cái mức ổn định thì tốt nhất là ghép đồ anh em ạ. Cứ đồ mà phang thôi. Còn chúng ta cũng không phải gọi như là giữ đồ quá lâu. Tôi nghĩ là nếu mà cái xác định mà chơi cái đội hình gì ấy, mà anh em biết trước được những cái món đồ mà anh em chơi ở late game ấy, anh em cứ ghép trước đi nhá. Xác định ví dụ như là chơi Assassin thì chắc chắn là nó sẽ phải là có một cái cướp điên đúng không? Một cái cướp điên thì thôi cứ lấy trước cái cướp điên. Găng tay Kira, Berlin, chém lan là những cái món đồ mà nếu mà ghép được cái nào thì cứ ghép trước thôi. Chơi mết thì thế nào mà nó chả có là cái gì? Berlin là phải chắc chắn rồi. Đấy, huyết trượng. Huyết trượng là phải có rồi. Đấy, còn những cái món đồ tùy chọn thì sẽ ghép sau, ví dụ như là chén thánh hay là BKB chẳng hạn. Hoặc là giáp xoay. Ui, ra gấu assassin và có một quả trứng sẵn ở đây này anh em này. Anh em bảo tôi có lên chơi assassin không? Theo anh em tôi có lên chơi assassin không? Không, tôi không chơi assassin đâu anh em ạ. Chỗ này tôi chơi hunter thôi. Tôi đóng hunter luôn. Assassin làm cái gì anh em ơi? Đây gọi là câu gấu tí bán đi thôi anh em ạ, có thêm tí tiền. Mặc dù ấy là cái trận này nếu mà tôi chơi assassin thì nó cũng tuyệt vời luôn. Đồ này là đồ ghép cho assassin đấy anh em ạ. Nhưng mà cái con co ấy nó không phải là cái con gấu. Nếu mà đồ này ghép cho assassin thì tí nữa co là sai linh á. Ôi rồi tôi gặp cái thằng này rồi, giờ gặp sớm thế nhở. Đùa, đang định xả tiền cắt chuỗi thằng này anh em ạ, cay thật. Live Blade Live này chơi không? Liệu rằng anh em có đang có cái suy nghĩ giống tôi? Anh em nào mà có cái suy nghĩ giống tôi thì anh em comment ở phía dưới nhá. Ở ngay cái tại cái thời điểm này round 13, ở cái giờ là anh em trích dẫn cho tôi. Lại coi như là gài anh em. Đùa thật là như thế luôn. Đấy, không biết là các anh em có suy nghĩ giống tôi không, nhưng mà chắc là cái trận đấu này có lẽ là tôi sẽ lại chơi một lần nữa cái con này để xem là liệu rằng là có mạnh không. Rất nhiều anh em là chê, thật cả chê, chê cái con Live Blade Live. Đùa thật, tôi đã bảo là tôi chơi ở mức rank queen. Cái hồi tôi chơi là nó cũng rơi vào tầm đâu đấy khoảng 1000 điểm queen rồi. Đấy, 1000 điểm queen mà tôi chơi cái bộ đội hình hunter kẹp với cả Live Blade Live mà còn chơi ổn thì anh em phải hiểu là nó như nào. Thì cứ cho là tôi có rất nhiều những cái đội hình mà tôi chơi ổn, nhưng mà khi mà vào tay anh em thì nó lại không ổn. Thì tôi cũng biết cái điều đấy. Nhưng mà đấy là do anh em nhá, không phải do tôi. Đấy, còn có một vài anh em khác vẫn chơi được thì chứng tỏ là gì? Đấy, anh em lại phải hỏi học tập các anh em mà chơi được nhá. Đấy, anh em xem là hỏi xem là có cái bí kíp gì không? Đấy, có một cái key gì không ở trong trận đấu mà anh em chưa biết thì anh em thử hỏi những cái người đấy xem. Đấy, chứ còn đối với tôi thì clip như nào thì đấy anh em xem thì anh em cũng thấy. Clip như nào đi thì tôi cũng trình bày hết ở trong clip rồi. Đấy, con game nào tôi chơi như nào, xây dựng như nào thì anh em cũng thấy hết rồi. Cũng chả có gì giấu giếm cả. Đấy, còn anh em thấy là nó ổn hay không ổn thì chắc là tôi nghĩ là đây là nó tùy người thôi. Chứ còn tôi thì tôi thấy là cái bộ Hunter mà kẹp cái con Live Blade Live làm cò ấy, thì nó cũng được đấy. Nó cũng gọi là đấm hết đấy anh em. Lên được 3 sao là đấm hết nhá anh em nhá. Chấp cả cửa like, chấp cả coi như là beat biết các thứ. Nhiều anh em bảo là trời ơi, một cái đội hình mà Live Blade Live phải chơi lên 3 sao là cái điều kiện đầu tiên. Còn cái điều kiện thứ hai là phải lên được 10.
thì nó có khó quá. Nhưng mà thực ra tôi nghĩ là cái thứ nhất ấy là ai bảo anh em là nó phải thỏa mãn cả hai điều kiện thì nó mới ổn. Thực ra là tôi nghĩ là Live Deadline lên 3 sao thì nó ổn rồi. Đấy, còn anh em cũng chưa cần phải lên 10 vội. Đấy, em cứ lên được 3 sao thì là nó gọi là auto ổn nhá. Còn anh em lên 10 thì cứ từ từ, anh em lên 3 sao rồi anh em sẽ lên được 10 thôi. Anh em tin tôi đi. Nếu mà anh em không tin thì tôi lại phải chứng minh cho anh em ở trong trận đấu này. Đấy, anh em cứ bình tĩnh nhá. Đây là tôi lại còn phải chơi chỗ thua nhá. Ông nào mà hôm trước coi như là tôi làm một trận đấu đúng không? Xong hình như là tôi trận đấy là tôi có đánh chuỗi thắng không nhỉ? Anh em nào mà nhớ cái trận đấy không? Có anh em nào nhớ trận đấy không? Tôi không nhớ là cái trận đấy tôi có đánh chuỗi thắng không, nhưng mà nếu mà ông nào bảo là bởi vì cái trận đấy tôi xanh tôi đánh chuỗi thắng ấy. Ờ thì hôm nay đây tôi đánh chuỗi thua đây nhá. Tôi đánh chuỗi thua, tôi thử chơi cái bộ đấy cho anh em xem nó có ổn không. Chứ còn hôm trước chắc là cũng có người kêu là vì là tôi đánh chuỗi thắng hay là như nào đấy, giữ được máu thì tôi mới dám chơi như thế. Ờ thế được rồi, thế hôm nay thì thử nhá. Thử lại nhá, xem là nếu mà đánh chuỗi thua thế nào nhá. 50 máu rồi đây này. Đấy, tụt một lửa máu rồi nhá anh em nhá. Rồi. Lên 8, ok. Mà chưa đủ 6 Hunter anh em ạ. Hơi đen. Chuyện này hơi đen đấy nhá, mà tôi pick là tất cả con Hunter đấy. Không có loại trừ một con nào, con thỏ này. Đấy, con Otto Hunter này. Con giải cá tôi cũng chọn, con thỏ tôi cũng chọn mà nó không ra anh em ạ. Nó không ra luôn, Hunter luôn. Thế mới cay. Thôi được rồi, không sao. Đấy, hôm nay thử một lần đánh Hunter chơi chỗ thua. Hôm nay thử một lần đánh Hunter chơi chỗ thua để cho anh em xem nhá, để xem là Hunter chơi chỗ thua thì có ok không. Ok chưa? Đấy. Và cũng nói luôn nhá là cái arc này là đang chơi là ở rank queen luôn nhá. Đang chơi ở rank queen hơn 1000 điểm, chả nhớ bao nhiêu điểm. Nhưng mà cũng hơn 1000 điểm rồi đấy. Đấy. Nên là anh em cứ yên tâm là anh em sẽ có thể là thấy được là nó rất là ok nhá. Đây rồi, Auto Hunter đây rồi. Đủ chưa? Ok, đủ rồi nhá. Cứ như này đã này. Rồi. Roll con Live Blade nào. Second Lancer không chơi nhá, ra Second Lancer không chơi. Tôi đã bảo là tôi quyết tâm tôi chơi cái con ấy rồi. Con Live Blade Live rồi nhá. Nên là kể cả tôi có một cái trái trứng ở đây. Có một cái trái trứng và một con Lancer. Đấy, tức là nó rất dễ để có thể lên con Lancer này 2 sao. Và nếu mà tôi quay xe tôi chơi Glacier đỏ có khi nó lại ngon đấy. Đấy, Glacier đỏ nó ra là round này là ra con heo này, ra con Hunter này. Nhưng mà thôi nhá anh em nhá, tôi quyết định là tôi sẽ không chơi để tôi chứng minh cho anh em thấy là cái bộ Hunter mà kẹp Live Bloodline nó vãi đài luôn. Vãi đài lắm anh em ạ. Rồi, roll tiếp rồi. Tầm này luôn ở level 8 thôi. Đây rồi. Nghèo quá. Rồi. Từ từ nha. Con nào lên được 2 sao thì bỏ đi thôi. Tôi chỉ cần một con 2 sao thôi. Không cần 3 sao. Ok. Con 3 sao của tôi chắc là tôi sẽ lui con cung đen trước anh em ạ. Lui con cung đen trước. Đấy. Cung đen bây giờ là khả năng là lên được 3 sao rồi này. Trứng chưa chắc đã đập cho Live Blade Live. Đấy. Có khả năng nó sẽ là cung đen trước. Tôi sẽ roll con cung đen 3 để tôi form cái bộ 9 Hunter trước chả. Nói chung là bài ra gì thì chơi đấy thôi anh em. Đây là nó phụ thuộc vào bài cho nhá. Live Blade Live rất có thể là sẽ không chơi. Ờ, bởi vì làm sao? Bởi vì là nó bây giờ nó mới ra một con thôi. Không cần thiết là phải đầu tư. Đấy, bây giờ có một cái con khả năng đầu tư rất cao ở đây. Đấy chính là con cung đen. Mà con cung đen ấy nó đã có 6 con rồi anh em ạ. Chỉ còn thiếu 3 con nữa thôi. Ui. Ui ôi. Nhà phát hành lên tiếng. Ui ôi anh em ơi, thế này thì đúng nhà phát hành lên tiếng rồi anh em ạ. Dã man thật sự. Còn 2 con. Còn đúng 2 con cung đen anh em ạ. Thôi cứ tà tà mà roll. Tầm này nó nói chung là 50 máu ổn áp anh em ạ. Rồi cứ bình tĩnh. Chưa cần phải 9 han đâu. Tôi sẽ ở level 8 tôi roll con cung đen đã anh em nhá. Cung đen lên 3 sao đã. 26 lên 9 cũng được. Không vội, không vội. Chưa cần, chúng ta vẫn thiếu một con. Vẫn thiếu một con
Medu, thiếu con Siren nữa. Nên là trong cái lúc đấy thì chúng ta sẽ roll Siren luôn anh em ạ. Đấy. Nhưng mà tôi sẽ rất là muốn là cái quả trứng này tôi sẽ dùng để tôi tí nữa tôi đập cho con Liberate Line. Đấy, nhưng mà thôi cứ từ từ đã, để xem. Bây giờ tôi roll chả may mà round sau ấy tự nhiên nhà phát hành lại lên tiếng thêm lần nữa. Nó lại một phát round sau nó ra ba cung đen luôn. Thế là thôi, xong trò chơi coi như là kết thúc. Ok, roll tiếp anh em nhá, cứ bình tĩnh. Photo Hunter, con này cũng phải mua rồi, bán cái này đi, chả cần đỏ nữa. Ui, lại Blade Line này. Rồi, từ từ bình tĩnh, không đập trứng đâu, không đập trứng đâu, bình tĩnh. Sẽ roll lốt con Skull Hunter lên 3 sao. Trong lúc roll Skull Hunter thì tôi sẽ roll luôn cung đen. Cung đen lên 3 sao. Kiếm Medu, đủ bộ Hunter và lúc đấy chúng ta sẽ có 3 sao. Chưa vội anh em ạ, chưa vội. Bây giờ cứ full 2 sao là đã khỏe rồi đã. Đồ trận này thì nói chung là cũng đẹp. Ra bài chốt sớm mà ra đồ ngon. Đấy, máu thì eco nhưng mà vẫn giữ 50 máu, tuyệt vời. Máu này là tiêu chuẩn rồi anh em ạ. Máu này là lượng máu tiêu chuẩn rồi. Là gọi là máu là có thể chơi được. Đấy. Trận này có cả 9 feather fake à? 9 feather fake thì chúng ta chơi Hunter thì quá ngon rồi, không sợ. Ok. Ui, có thằng đi rồi á? Vãi đái vậy. Thằng Wicker đẩy kinh đấy nhở. Phải cẩn thận cái thằng đấy mới được. Auto Hunter lên được 2 sao rồi này. Ok, thế tôi sẽ bỏ con Auto Hunter ở trong này đi. Chỉ cần 2 sao thôi. Con thỏ Auto Hunter chỉ cần 2 sao thôi. Cái bộ Hunter ấy, thì nó thiếu tăng cơ chứ nó không thiếu đam anh em ạ. Nên là những cái con đằng sau ấy không cần thiết nó phải lên 3 sao đâu. Nó tốn tiền đó. Kiếm tăng cơ, một cái con tăng cơ 3 sao là con Skull Hunter thôi. Tí nữa thì sẽ có thêm khống chế của Siren và Tsunami nữa. Thì nó sẽ có một cái hàng đằng trên nó sẽ vững chắc, cứng cáp để cho cái hàng đằng sau nó có thể đấm được. Trận này có... À, thằng này Exit anh em ạ. Rồi, ok. Tôi lại cứ tưởng là 9 Hunter. Không, thằng này chơi Exit đấy. 6 Hunter, 6 Hunter, 6 Exit. 6 Hunter, 6 Exit tương lai đây. Nhưng mà nó sẽ bị trùng bộ, nó sẽ bị trùng với con cung đen anh em ạ. Cả hai đứa đều đang roll với con cung đen 3 sao. Đây rồi, có một con nữa. Một con nữa thôi. Một con nữa thôi. Ui giời, chưa ra. Một con nữa thôi nhưng mà đập trứng luôn à? Chả nhẽ lại đập trứng luôn. Đập trứng luôn, không chơi live Blade Line nữa. Nếu mà không chơi live Blade Line nữa thì up 10 cho con gì vào? Cá lồng à? 9 Hunter mà kẹp với cả Kira thì có mạnh không? Cái đấy thôi được rồi, để tí nữa tính. Và tầm này thì chắc là live deadline bây giờ có chơi không. Thực ra thì như này nếu mà bình thường thì tôi cũng không chơi đâu, tôi bỏ luôn đấy. Nếu mà bình thường mà ra có live deadline mà nó chậm như này, nó muộn như này tôi bán đi, tôi lấy tiền tôi roll thôi. Thế nhưng mà nhiều anh em kêu là cái bộ này nó yếu nên là tôi muốn chứng minh. Khổ, tôi muốn là chơi con live deadline trận đấu này để chứng minh cho anh em thấy đâu cái bộ này nó mạnh, em hiểu không? Thôi được rồi, cứ từ từ đã. Chán nhờ. Vừa rồi là roll là không ra một con nào luôn. Không mua được con nào luôn ở trong cái đáp vừa rồi. Nhanh không là sẽ là mất chuỗi đấy anh em ạ. Chúng ta mà không form được cái đội hình sớm là sẽ mất chuỗi nhanh lắm đấy. Bây giờ cung đen là lên 3 thì may ra mà giữ cái chuỗi này thôi. Ui, gặp thằng này mạnh này. À, nó chơi này. Có cửa ăn không? Line Blade Line 2 tia. Con Line Blade Line ấy, nó có cái 2 tia nó khỏe lắm. Khỏe như nào cơ? Ôi giời. Chưa. Chưa khỏe đâu. Ui, đây rồi. Line Blade Line này. Ok, roll. Đó.
Rồi, ui súng lên 2, ok. Rồi, súng lên 2 thay cho con gì ra nhỉ? Chúng ta có thể là cho con súng này vào và thay cho con nhện. Nhưng mà con nhện thì thực ra cái bộ Hunter tôi vẫn đánh giá là con nhện này nó là một con tăng cơ. Nếu mà bỏ ra thì cái hàng phía trên nó hơi mỏng ấy. Thực ra cái hàng phía trên nó cũng gọi là ảnh hưởng đến cái đam, lượng đam đấy. Bởi vì nếu hàng phía trên mà nó quá mỏng ấy thì bọn nó sẽ chọc thủng cái hàng trên và nó bớ xuống cái hàng đam ở phía dưới rất nhanh. Và khi mà cái hàng đam phía dưới nó chết nhanh ấy thì nó sẽ không gây được đam. Thế nên là cái hàng phía trên nó cũng phải cứng một tí. Đấy, nó phải ổn một tí thì chúng ta mới có một cái đội hình mà nó vững chắc được. Đây rồi, 2 tia, 3 tia luôn, lấy 3 tia anh em ạ. Rồi ok, kiếm lốt con cung đen à. Đây, vậy là có 9 hăn nhá anh em nhá. Rồi, ủa lại súng này. Lên đi. Thôi, đập trứng luôn anh em ạ. Hết tiền rồi. Cũng nói nhiều. Rồi, bây giờ là lên 9. Cung đen lên được 3 sao, lên 9 rồi anh em. Ok. Rồi. Đấy nha anh em nhá, chơi là nó phải như thế. Tức là nếu mà anh em xác định là chơi Line Blade Line ấy, thì anh em cứ chơi thôi, nhưng mà nó phải phụ thuộc vào cái bài anh em. Đấy, bài anh em mà nó chưa ra Line Blade Line thì anh em cứ đưa trước một cái con khác vào lên làm co đi đã. Đấy, Line Blade Line đợi sau, bao giờ mà anh em cứng rồi, anh em đủ sức mạnh rồi thì anh em roll cái con Line Blade Line sau và lên 10 kẹp vào. Thế thôi. Còn cái tầm này tôi nói thật với anh em là cung đen 3 thì nó lại uy tín luôn. Ok, nào, Clank, nghe nói Clank meta đúng không? Nhưng mà tớ lên 9 rồi bạn ơi. Nhấc cái tay lên. Ồ, 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 ồ. Này, mà không những thế nhá, mà tôi còn có cái 3 tia nhá, kẹp với cả cái bộ người lùn nhá. Đấy, dí chết. Dí chết những cái con thấp máu trước. Clank của tôi, chuyện này là của Assassin này. Ồ, ồ. Chết rồi anh em ơi, không để ý chuyện này của Assassin ạ. Chuyện này đi Hunter có vẻ hơi liều. Anh em nhớ cái trận trước mà tôi chơi cái con Line Blade Line mà tôi kẹp 9 Hunter không? Nó cũng thế đấy, nó cũng gặp cái bọn Assassin ở late game. À, bọn Assassin nó clear, nó bớ vào xong nó clear chết tươi luôn. May trận đấy là cũng được top 2. Chứ mỗi lần mà Hunter mà gặp Assassin là nó sẽ bất nhiều máu lắm. Đấy. Tất nhiên là đấy là trong trường hợp mà tôi chưa ra Tsunami thôi. Còn nếu mà có Tsunami ý, thì nó có khống chế thì chắc là tôi nghĩ là vẫn có thể ăn được. Như cái trận trước ấy, anh em thấy là tôi top 2, có nhiều anh em chê là nó yếu, gặp Assassin là toang. Nhưng mà thực ra không phải. Trong trận đấu đấy anh em nên nhớ là tôi chưa có ra được cái con Tsunami nhá. Chính vì không có Tsunami ý, lên mới đi. Nào xem có ăn được không, Assassin này. Đấy anh em thấy không, chưa chắc đã ăn được đâu anh em à. Assassin đây này. Anh em biết lý do tại sao không? Tôi chỉ sợ Assassin khi mà nó có cái con gấu xin thôi. Còn không có con gấu xin ấy, như cái trận trước là tôi cũng nói là không có con gấu Assassin ấy thì vô tư. Nên anh em nhá, vô tư đi. Không có gấu Assassin thì bộ 9 Hunter nó đâu có sợ bộ Assassin đâu. Đấy, tí nữa Line Blade Line nó còn mạnh nữa cơ. Cái bọn Assassin nó mỏng lắm, nó cũng không dày nhá anh em nhá. Nó gọi là hai bộ đôi công đánh với nhau thôi. Chứ còn chưa biết thằng nào ăn thằng nào đâu. Thằng nào nhiều khống chế hơn thằng đấy thắng thôi anh em ạ. Late game thì chưa biết thế nào. Cứ ra Tsunami rồi nói chuyện. Đấy, tí nữa ra Tsunami rồi tôi nói chuyện với nó ngay. Đấy, không cần phải là tiếp chuyện bây giờ nhá. Tí nữa táo tiếp. Rồi, bây giờ kể cả là nó có ăn được cái chuỗi này của tôi thì tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ rất mạnh cái tầm này anh em ạ. Rồi, rồi ở level 9 roll con Line Blade Line 3 sao rồi. Trong lúc đấy là kiếm Tsu luôn. Con Tsu nó ra thì tôi sẽ thay con thỏ. Con thỏ trong trận đấu này không cần thiết lắm. Ok. Trong lúc đấy là kiếm luôn là con súng luôn anh em nhá. Ui anh em nhìn kìa, nó bắn kìa. Mẹ ơi, con cùng đen nó bắn nó cũng dã man đấy anh em ạ. Cứ 3 phát chết con. Bắn mà nói chung là căng đấy. Ok. Đấy anh em thấy không? Cái bộ 9 Hunter đâu có yếu đâu. Nhiều anh em cứ bảo yếu, anh em nhìn xem. Từ lấy giờ bao nhiêu cái thằng Clay nó meta sang tôi đấm hết này anh em này. Clay meta sang đấm hết, có thằng nào có ngại Clay đâu. Bộ này không ngại Clay.
mà anh em bảo là sợ beat á, không. Bộ này chỉ sợ assassin và nó chỉ sợ là con gấu assassin 2 sao thôi. Đấy, còn nói chung ấy là cái bộ hunter này tôi nghĩ là cũng chả có sợ bộ nào cả. Nhiều anh em chê thì tôi cũng có một câu hỏi tôi đặt ra cho anh em. Đấy là theo anh em thì cái bộ line up nào là cái bộ counter cứng của cái bộ 9 hunter? Nếu mà anh em bảo là assassin thì tôi nói thật với anh em là anh em hơi nhầm rồi đấy. Cả hai bộ line up đấy đều nó là đôi công. Còn nếu mà anh em bảo assassin ấy thì tôi chỉ công nhận với anh em nó là assassin kẹp gấu assassin 2 sao nha anh em nhá. Đây, ok, assassin nhá anh em nhá. Lại một lần nữa chúng ta gặp assassin. Ok nhá, cung đen bay màu đúng không? Ok, ok, rồi anh em, tôi sai. Ok, ok, tôi sai, nó sợ assassin. Chưa, anh em nên nhớ là cái điều kiện ban đầu nhá. Tôi nói là gì? Là điều kiện ban đầu là nó phải ra Tsunami. Đấy, chưa anh em ạ. Với cả đây nó là tôi không có sự chuẩn bị, anh em hiểu không? Tức là cái việc xếp đội hình ấy, tôi bây giờ đang để tơ hơ. Đấy, chưa có sự chuẩn bị giữa cái việc là solo. Còn anh em cứ đợi đấy, anh em cứ đợi đấy, tí nữa solo rồi tôi xếp đội hình nó khác ngay. Chứ còn đây là nó là gọi là chưa thèm xếp đội hình nha anh em nhá. Đây nó mới chỉ là gọi là để đánh gọi là chung thôi, cho tất cả những cái thằng ở trên bàn cờ thôi. Đấy, còn để mà focus vào, tập trung vào assassin để đấu với nhau ấy thì chưa, tầm này là vẫn chưa anh em nhá, cứ từ từ bình tĩnh. Đấy, nhưng mà tôi nói thì nói thế thôi, chứ còn gặp assassin khoảng 2 round nữa thì là bay màu đấy. Vỡ đái. Còn có 35 màu nữa anh em ạ. Tôi chắc là tôi sẽ phải cẩn thận hơn được cái bọn assassin. Không, quả hai round nữa là sẽ bay màu. Đấy, phải hết sức cẩn thận. Giấu kỹ con co. À đây rồi, ui anh em ơi. Cúp điền đã nhá. Đấy, cúp điền đã. Mà tôi có cái món đồ này là nó sẽ không sợ assassin đâu. Rồi. Đây, ghép cái chén thánh. Có cái món đồ này thì lại không sợ assassin. Có ghép cái Kira không nhỉ? Thực ra Kira thì lại không có slot để kẹp Kira ấy. Thôi từ từ đã anh em, cứ bình tĩnh. Rona. Form full 2 sao đã anh em nhá, chưa phải lên 10 đâu, không vội. Mà tôi ghép luôn cái găng tay Kira đây anh em ạ. Găng tay Kira thêm 500 máu, 2k9 máu. Cho người nó dày lên. Chứ còn nếu mà để cho cái con này nó bị bớ vào assassin thì khả năng là bị bớ vào là chết ngay. Nhưng mà nếu mà 2k9 máu ấy, là nếu mà nó có bị đấm mất một chút máu thì nó bắn nó lại hồi máu lại được thì cũng được, cũng chơi được. Ok. Rồi. Aegir Seed này. Aegir Seed Hunter. Ok, chắc đi rồi. Đi. Ô, không đi à? Ui, đừng bảo không đi nhá. Ui, đúng thật, không đi thật, nó đấm mình luôn. Quá đáng thật. Ôi dồi ôi. Thế là còn không ăn được cả thằng Aegir Seed Hunter luôn. Ảo thật đấy. Đâu rồi, Live Bloodline mày ở đâu rồi? Ok. Đây rồi. Từ từ anh em ơi, cứ bình tĩnh. Tôi vẫn còn có thể sống được, yên tâm. Bây giờ vẫn còn 30 máu cơ mà. Với cái đội hình như này thì không có round nào là quá 30 máu đâu, anh em yên tâm. Không có round nào quá 10 máu chứ không phải là 30 máu nha anh em nhá. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nó sẽ dí vào những cái con thấp máu trước. Anh em ạ, cứ bình tĩnh. Kẹp súng vào rồi, kẹp người lùn vào rồi. Không sợ. Nó sẽ dí vào những cái con thấp máu là bắn trước. Đấy. Giết con nào là dứt điểm con đấy nên là không sợ. Anh em nhá, không sợ, kệ. Liều một phen. Liều thì ăn nhiều thôi anh em ơi. Úi giời, là bớ vào con cung đen của tôi rồi. Nhưng mà anh em nhìn hàng đằng sau của nó kìa. Chết mẹ hết rồi. Ồ. Ồ. Chết hết thì có ăn được không? Chắc là ăn được. Nhưng mà mất ít máu thôi. Có mấy lần là tôi thấy là bọn nó đều bớ linh sang phía bên đấy rồi. Khá là nguy hiểm. Ok, thằng Aegir Seed chết rồi kìa. Cuối cùng là cũng chỉ lọt một con thôi mà. Rồi, tiếp tục roll nhá anh em nhá. Line bởi đứt line. Không nói nhiều. Từ từ đá, bình tĩnh. Tiền là nó phải to tiền. Tiền là nó phải 50 tiền anh em ạ. Anh em nhá, đừng có mà dại dột mà xả tiền xuống dưới 50 tiền. Xuống dưới 50 tiền là không một phát lên 10 được luôn đâu. Đấy, còn bây giờ tôi cứ để 50 tiền là tí nữa ấy, là tôi một phát là cái con Line Blood Line nó lên được 3 sao.
là tôi dí một phát lên 10 luôn. Mà cái lúc lên 10 luôn ấy thì là cái con Live with Deadline nó được chơi luôn. Quá ngon. Cứ bình tĩnh anh em. 25 máu. Chúng ta chắc có phải sống sót nhây ít nhất là 5 round nữa anh em ạ. Mỗi round chỉ lọt 5 máu thôi. Có những cái round mà chỉ lọt có 3 máu, yên tâm, không sợ. Không sợ anh em nhá. Không bao giờ phải sợ khi mà cái con cung đen nó đã lên 3 sao, co lên 3 sao rồi ấy thì không có việc gì phải sợ cả. Đấy, cứ roll tiếp thôi. Bình tĩnh. Tí nữa ra được cái con Tsunami trong cái lúc roll. Ngon luôn. Ấy, bắn cái hàng đằng sau trước à. Chết rất nhanh. 9 phe giờ của chúng tôi. Ờ, mặc dù là đồ cho cây cũng to đấy, nhưng mà nó lại không bắn vào con cây cơ. Ờ, nó lại cứ bắn vào mấy cái con thỏ tiếp các đứa đằng sau. Úi giời. Khỏe quá. Nói chung là cái cỡ gì mà phe giờ mà đòi ăn Hunter anh em. Không có cửa. Đừng tới. Rồi, ra Tsu đi nào. Ui, từ từ nhá. 50 tiền. Đấy. Tôi mà còn 25 máu thì tôi cứ xác định với anh em là còn 5 round nữa để lọt nha anh em nhá. Cứ 5 round để lọt thì là bay màu. Thì chúng ta cứ tính là nếu mà 4 round nữa lọt thì mới phải xả hết tiền. Đấy, còn nếu không thì thôi, cứ bình tĩnh. Ờ. Cứ tà này thôi anh em ạ, nhẹ nhàng này thôi, không có gì để vội cả. Tí nữa rồi sẽ biết rằng là mạnh hơn nào. Đấy. Và round này chắc chắn là tôi sẽ lộn lên đầu rồi, bởi vì là round này sẽ gặp thằng Assassin đây này. Đấy, mà tôi có cái chủ đích là counter thì chưa chắc đã ăn được tôi nhá. Đây, để xem là ô chưa chết mẹ rồi. Không phải à? Đấy, gặp cái thằng Clyde nhưng mà đấy anh em thấy không? Đâu có sợ Clyde đâu. Clyde cái bộ này không sợ anh em ơi. Anh em nào mà bảo Hunter sợ Clyde thì anh em nhầm rồi đấy. Hunter chỉ sợ Clyde đầu game thôi anh em ạ. Không, ui đẩy chết luôn này. Nó chỉ sợ Hunter đầu game thôi, còn khi mà nó đủ 9 con ấy thì không sợ nữa. Đấy, rồi luôn rồi. Ui đây rồi anh em ơi. Nhưng mà vẫn thiếu 2 con. Chưa thôi. Vẫn thiếu 2 con. Tôi nhìn nhầm anh em ạ. Tôi cứ tưởng là đang có một con Live Bloodline ở trên bàn cờ. Nhưng mà không phải. Khổ. Tôi lại cứ tưởng là đang có một con Live Bloodline lên bàn cờ ở trên ấy, lên bàn cờ nên là tôi mới ấn up cấp luôn để cho nó lên 3 sao luôn. Nhưng mà ai ngờ trời ơi mới có 2 con. Mới có 2 con 2 sao thôi. Thế là vẫn thiếu 2 con anh em ạ. Nhưng mà không sao, còn 2 con thôi, cứ từ từ. Nói chung là bây giờ vẫn sống được 5 round nữa cơ mà. Cứ bình tĩnh. Từ bây giờ đến round thứ 40 chả nhẽ lại không roll được ra con Live Bloodline 3 sao. Ờ. Mà lên 3 sao là up lên 10 thì thôi rồi luôn. Lúc đấy tôi lại tuyên bố luôn là tôi không cần biết đối thủ là ai, trình độ của đối thủ như thế nào, đối thủ chơi đội hình gì, xếp đội hình như nào, tôi đã không quan tâm. Đấy, tôi khẳng định anh em luôn, nếu mà lên được Live Bloodline 3 sao ở trong cái bộ này, ôi chết tôi rồi. Up cấp vừa lấy sai quá. Thôi một quả trứng nữa cũng được, xin một quả trứng nữa nào. Thôi từ từ bình tĩnh, hơi quá đấy, 40 tiền anh em ơi. Không vội. Round này là gặp sát thủ này. Từ từ nha. Đây. Round này gặp sát thủ anh em ạ, lộn lại thôi. Nó sắp bớ vào rồi. Không sao. Lộn lại như này thì đánh là gọi là đôi công rồi, không sợ anh em ạ. Kể cả chưa ra tên Tsunami nhá. Tôi vẫn tuyên bố luôn là tôi không sợ lắm đâu. Anh em ạ. Rồi ok, thằng sát thủ mới vào đây. Ốc bà của chúng tôi. Ồ, như nào. Ui rồi anh em ơi. Ui rồi, nó chỉ còn có 3 màu. Anh em thấy chưa? Ui giời. Sợ gì cái bọn sát thủ đâu. Khổ. Đến cái lúc mà chỉ còn 4 thằng ấy thì tôi chả sợ, bởi vì là tôi chủ động với việc counter nó được. Chủ động xếp đội hình để đấm cái thằng sát thủ được mà. Tôi nói rồi. Cái bộ Hunter này nó chả sợ cái bộ nào cả. Bây giờ anh em tìm ra một cái line up mà cái bộ 9 Hunter nó sợ đi. Anh em thử tìm cho tôi xem nào. Xem là bộ 9 Hunter sợ nhất là bộ nào. Bộ nào nhỉ? Chứ chả sợ bộ nào. Tôi chưa thấy cái bộ line up nào mà tôi phải sợ. Beat á. Nhiều anh em sẽ nói là Clyde thì thôi nhá. Cái trận này thì bỏ Clyde đi. Bỏ Clyde đi, bởi vì Clyde trận này không có cửa rồi. Nhá, tôi đấm hai thằng Clyde bay màu rồi. Đấy, còn bây giờ anh em bảo Beat á. Beat thì trận này rất tiếc là không có thằng Beat nào.
Đấy, nhưng mà Beat làm gì có cái cửa, xin cái cửa sổ. Beat có cửa á? Không có đâu anh em ơi. Beat làm gì có cửa. Mà tí nữa ấy, tôi lên được cái con Live Blade Live 3 sao thì chấp cả lò cho bọn Beat luôn nhá. Anh em ạ, à, tôi tuyên bố luôn là Beat vào đây thì chắc là gọi tôi bằng bố. À, 9 phe giờ đúng không? Có nhiều anh em sẽ bảo 9 phe giờ là ăn được đúng không? Ờ, thì đây là cái round này tôi không để ý thôi. Đây, bây giờ ăn đi. Bây giờ ăn đi. Đấy là tôi xếp đội hình nó chưa chuẩn để counter thôi anh em ạ. À. Rồi, đây, bây giờ ăn đi. Ăn đi, ăn hộ. Ăn hộ, ăn nhanh hộ gái. Đây, rồi. Để xem là có ăn được không nhá. Khi mà cái con Live Blade Live nó lên 3 sao và tôi up lên 10 ấy, thì là trò chơi nó chính thức là kết thúc. Như tôi đã nói, mặc kệ đối thủ là ai, trình độ như nào, chơi đội hình gì, xếp đội hình như nào, không quan trọng. Đấy, quan trọng là con Live Blade Live nó lên được 3 sao. Ok, ok, kể cả Live Blade Live bị bớ. Ồ, rồi như nào? Như nào? Ôi, ôi, ôi. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Kể cả là có xếp ở phía dưới luôn, tôi còn không thèm xếp lên lộn lên trên luôn để counter luôn. Đấy, anh em biết nó mạnh như nào. Làm gì có cái cửa. Ui, súng 3 luôn. Ui, súng 3 luôn này. Hay quá anh em ơi. Ui rồi, còn mỗi thằng Assassin thôi à? Thế thì dễ quá rồi. Ôi giời, tưởng gì. Hai cái chén thánh luôn, không phải xoán, không phải suy nghĩ nhiều anh em ạ. À, hai cái chén thánh anh em nhá, không phải suy nghĩ nhiều. Ok, tôi sẽ lấy thêm cái blink này. Ồ, bây giờ thì mới đúng là counter này. Đây, bây giờ có làm mơ đối thủ cũng không có thể nghĩ ra được là tôi sẽ blink ngay con Live Blade Live này xuống phía dưới. Mày chết. Ồ, này bớ đi, bớ hộ cái, bớ hộ cái bạn ơi. Ồ, cấm đánh đúng không? Tỉnh dậy thì sẽ đánh, tỉnh dậy thì sẽ đánh được. Ồ, như nào? Ui bạn ơi, trông máu rút nhiều thế kia. Ui ôi, này này, ui ôi, như nào đây? Ui ôi, như nào đây? Như nào đây? Ui giời. Ui, vừa mới lên được con Live Blade Live lên 3 sao thì trò chơi kết thúc luôn ạ. À, đùa. Làm thế nào để cho tôi có thể thể hiện được cái sức mạnh của bộ này đi? Trời ơi, sao các bạn yếu thế? Các ông thì yếu quá, không thể nào mà chịu nổi anh em ạ. Dã man thật sự. Mạnh quá rồi, đối thủ không chịu nổi. Trận đấu kết thúc quá nhanh, để lại những cái tiếc nuối trong lòng ở các anh em khán giả. Thôi anh em cứ yên tâm nhá, nếu mà anh em cảm thấy là vẫn chưa đủ thỏa mãn ấy thì anh em cứ comment xuống phía dưới, tôi sẵn sàng tôi làm lại bộ này cho anh em xem nhá. Khỏe vãi đài thật. Bộ này là cái bộ leo rank thì tôi có ngại gì đâu. Tôi chơi trong rank xong rồi tôi quay lại clip luôn cho anh em xem, không phải còn ten còn tiếc gì cho nó mệt nhá anh em nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian này anh em có thể chọn clip bên trái, tôi chơi cái bộ này ở cái hôm trước. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi Live Blade Live kết hợp với 4 Witcher nó mạnh cỡ như nào anh em nhá. Hay lắm, tin tôi đi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.